Thưa sư, gần đây con hay mơ thấy rắn. Vậy có mối quan hệ gì với tâm linh không? Con có tụng kinh rải tâm từ, nhưng cách tháng lại mơ. Trước 15 năm con cũng hay mơ về rắn sau ngã bệnh nặng. Rất lâu rồi, con liên tiếp đầu năm đến nay con mơ 2 lần, con rất sợ rắn. Bây giờ là tới phiên quý vị bác sư giải mộng cho quý vị. Quý vị nên nhớ như thế này ha, trong Tạng luật thì Đức Thế Tôn cấm các vị tỳ kheo làm một việc, đó là đoán điềm giải mộng. Dù cho có biết đi nữa thì cũng không được làm. Huống chi là sư không biết. Tuy nhiên ở đây đó có một vài điều mà chúng ta có thể làm, đó là gì? Khi quý vị sợ hãi thì quý vị có thể hướng tâm đến Đức Phật, tu tập đề mục tùy niệm Phật, nghĩ đến ân đức của Đức Phật. Thì như vậy đó, quý vị có thể vượt qua sợ hãi. Cái đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là quý vị rải tâm từ. Đó, rải tâm từ. Nhất là có cái bài kinh là rải tâm từ cho các loài rắn ấy. Đấy, rải tâm từ. Thì khi quý vị rải tâm từ như vậy đó, thì quý vị sẽ an trú trong tâm từ. Lúc đó tất cả các chúng sanh, hoặc là họ đều là cha, đều là mẹ của mình, hoặc là họ đều là con của mình nhiều đời nhiều kiếp, khi đó chúng ta không có kẻ thù, không có gì phải lo ngại. Ngoài ra quý vị nhớ giùm một điều như thế này, đó là Đức Phật có giải thích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh những nguyên nhân mà đưa đến giấc mơ. Thứ nhất là do ăn uống ha. Mình ăn uống như thế nào đó nó cũng tạo thành giấc mơ. Cái thứ hai là do cái nội tiết tố trong cơ thể, ví dụ như mình làm mệt hoặc là mình bệnh như thế nào đó, các cái nội tiết tố nó không có điều hòa, gan mật tim như thế nào đó thì nó cũng tạo thành giấc mơ. Cái thứ ba là ngày thường mình suy nghĩ nhiều, nó cũng tạo thành giấc mơ. Ví dụ như nhà mà những người thân mà mới qua đời đó, do họ nghĩ nhiều về người thân của họ, cho nên thường là họ sẽ mơ thấy người vừa mới vừa khuất. Đấy, cái thứ tư đó là trường hợp chư thiên báo mộng. Mà quý vị nghĩ cái chư thiên nào mà báo mộng cái kiểu mà mình thấy con rắn. Rồi cái thứ năm á, là do nghiệp. Ví dụ như là trường hợp những cái điềm mộng của Bồ Tát, khi mà Bồ Tát chưa có đắc đạo quả đó, Bồ Tát tự đoán điềm giải mộng cho mình. Hoặc là chúng ta một cái người mà cận tử, họ chuẩn bị họ đi tái sanh về một cảnh giới nào đó, họ cũng có thể họ mơ thấy những cái kiếp lai sanh. Ví dụ như mơ thấy cảnh địa ngục, mơ thấy cảnh ngạ quỷ, mơ thấy cảnh súc sanh. Đó. Nhưng mà nói chung á, có nhiều nguyên nhân để tạo thành giấc mơ, do đó dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa vẫn chỉ có một cách để chúng ta làm thôi, đó là tu tập, thực hành tùy niệm Phật, thực hành rải tâm từ. Đó. Còn cái chuyện mà mơ mơ cái giấc mơ về con rắn sau thì ngã bệnh đó, thì coi chừng, bởi vì mình không chắc là hai chuyện đó nó có liên quan với nhau hay không. Sư vẫn lặp đi lặp lại, đừng đem hai chuyện mà nó có vẻ liên quan với nhau rồi mình khẳng định là nó liên quan với nhau. Sư lấy ví dụ như Bồ Tát trong một tiền kiếp là một vị đạo sĩ sống ở trong rừng ấy. Thì sư kể nhiều rồi. Có một lần ông quan bị đuổi, bị như thế nào đó. Thì ổng tức tối, ông đi vào cái khu rừng trong cái ngự viên của nhà vua, ông thấy ông đạo sĩ, ổng tức quá ổng mới đổ đồ dơ lên đầu ông đạo sĩ. Nhưng mà sau đó ổng lại được phục chức. Ổng nghĩ là cái chuyện mà ổng đổ đồ dơ lên đầu ông đạo sĩ đó thì đó là chuyện may mắn. Rồi đến hồi mà bà hoàng hậu, tức là cũng là bà con gì với cái ông quan này đó, cũng bị thất sủng, thì ông này ông mới bày kế. Rồi bà hoàng hậu bà đem đồ dơ bà đổ lên đầu ông đạo sĩ. Sau đó là bà hoàng hậu lại được sủng ái trở lại.
và bà cho rằng hai cái chuyện nó liên quan với nhau. Rồi sau đó đức vua chuẩn bị chinh chiến, mà một cái trận đánh khó, mà thắng thì ít mà thua thì nhiều, thì bà hoàng hậu mới hiến kế. Thế là nhà vua cùng với quân lính là thay phiên nhau đổ đồ dơ lên đầu ông đạo sĩ, và sau đó quân lính thắng trận. Thì do tà kiến họ không hiểu, nhưng mà đêm đó chư thiên xuống báo với vị đạo sĩ là thỉnh vị đạo sĩ đi đi chỗ khác, bởi vì cái vương quốc này đó đã tạo nên một cái ác nghiệp trầm trọng, đó là đã phỉ báng, đã xâm hại đến một vị chân tu, một vị đạo sĩ chân tu, và trong đêm ngày hôm nay thì vương quốc này nó sẽ bị diệt vong, cho nên thỉnh vị đạo sĩ đi chỗ khác. Và quả thật như vậy, trong đêm ngày hôm đó, thì thiên tai xuất hiện và khiến cho cả một đất nước là chìm vào trong biển lửa, và sau đó là bị diệt vong cả một cái vương quốc. Cho nên đừng có vội vã liên kết cái chuyện này với chuyện kia, đừng có vội vã khi mà chúng ta còn là phàm, bởi vì cái sự liên kết vội vã như vậy chúng ta có thể liên kết sai, từ đó dẫn đến những hành động sai.